Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xem tử vi là việc rất quan trọng đối với mỗi người. Những luận giải tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng cung cấp những thông tin quan trọng về vận hạn của mỗi người trong năm, để từ đó có những hành động và thái độ đón nhận một cách tích cực nhất thông qua những đúc kết và luận giải chi tiết về các khía cạnh của cuộc sống, từ công việc, ngoại giao, tài chính, gia đạo, sức khỏe đến vận trình từng tháng trong năm của nữ Quý Dậu 1993 năm Tân Sửu. Chuyên gia Duy Anh hy vọng độc giả sẽ hiểu và biết cách để gia tăng tài lộc, may mắn cho bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng sinh năm 1993, Quý Dậu, 29 tuổi nữ mạng sanh từ 23 tháng 1 năm 1993 đến 9 tháng 2 năm 1994 tướng tinh, con đười ươi con dòng bạch đế, phú quý tổng quan. Tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng mạng kim gặp năm thổ tương sinh, tốt, chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi sao, vân hớn, khẩu thiệt, phòng thương tật đau ốm hạn, ngũ mộ, hao tài, mất của vận niên, chư phùng hỏa, xấu thiên can, quý gặp tân, tương sinh, có lợi địa chi, dậu gặp sửu, tam hợp tam tai, tình cảm không được tốt, công việc khó khăn xuất hành, ngày mồng 1 Tết, 3 giờ tới 7 giờ sáng, giờ địa phương. Đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần, đi về hướng tây nam để đón hỷ thần. Luận tử vi năm 2021 tuổi Quý Dậu nữ mạng về sao hạn 1. Xem tử vi tuổi Quý Dậu nữ mạng năm 2021 về sao chiếu mạng sao, văn hớn, hỏa tinh. Vân hớn là một hung tinh, chủ về cuộc sống có nhiều khó khăn, công việc làm ăn trung bình, dễ gặp chuyện xung đột, khẩu thiệt, tranh cãi. Người gặp sao hạn này nên đề phòng chuyện kiện thua bất lợi. Gia đạo không yên hay súc vật khó nuôi, xuất nhất vào 2 tháng là 8 và 2 âm lịch, văn hớn tháng 2 tháng 5 lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên tháng 8 rắc rối than phiền làm ơn mắc oán, muộn phiền tâm thân hai. Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 năm 2021 nữ mạng về hạn tuổi hạn, ngũ mộ tiểu hạn, ngũ mộ hạn xấu tồn tài cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng. Đầu năm cúng bái, thoát vòng tai ương, dịch nghĩa, hạn ngũ mộ chủ về tiền bạc hao tán, tinh thần bất an, để tránh ảnh hưởng xấu từ hạn thì chủ mệnh chớ mua hàng hóa, đồ không có hóa đơn, chớ cho người lạ ngủ nhờ chủ về gặp chuyện tai bay vạ gió hay mất cắp tài sản. Ba xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng về tứ trụ thiên sinh, địa sinh, công việc làm ăn của quý bạn tuổi Quý Dậu nữ mạng không tốt như ý. Tính đường này sau kết quả một ngả khác, tài lộc suy hao nhiều, cuộc sống nhiều trở ngại, giao đạo có nhiều niềm vui thêm người thêm của hoặc hỷ tin cưới xin. Bốn luận tử vi Quý Dậu nữ mạng 2021 về vận niên chư phùng hỏa, vận niên chư phùng hỏa, lợn quay, báo hiệu một năm có nhiều biến cố, thay đổi đột xuất về công việc dù làm lụng vất vả nhưng thu nhập lại không cao. Giúp đỡ người khác lại hay gặp cảnh vạ lây, tốt nhất nên an phận thủ thường chờ thời cơ tới, dù có thời cơ đến thì cũng nên tính toán kỹ lưỡng rồi mới thực hiện, tiền bạc giữ gìn cẩn trọng, công danh muốn lên cần có quý nhân hỗ trợ, chuyện tình cảm ổn định, cuối năm có nhiều biến chuyển tốt. Năm tử vi tuổi Quý Dậu nữ 2021 về màu sắc hợp tuổi trong năm Canh Tý, đối với tuổi Quý Dậu nên dùng màu vàng là tốt nhất, còn kỵ các đỏ và hồng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Luận tử vi Quý Dậu 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm. Một luận tử vi nữ Quý Dậu năm 2021 tại cung tiểu vận có các sao cố định, Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Bệnh. Bộ sao này chủ về khi ra ngoài sức khỏe quý bạn không được tốt, ngoài ra chú ý về tay chân. Hai luận tử vi Quý Dậu nữ mạng 2021 tại cung xung chiếu có các sao cố định, Thiên Phúc, Quốc Ấn, Long Chỉ, Quan Phủ, Thiên Khốc, Triệt Tuần, Tràng Sinh. Ý nghĩa của bộ sao là được hưởng phần âm phúc tổ tiên nên mọi việc gặp hung đều chuyển cát. Ba xem bói tuổi Quý Dậu 2021 nữ mạng tại cung nhị hợp có các sao cố định, Tấu Thư, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng Loan, Tuyệt Thiên Không, Cô Thần, Kiếp Sát. Tình cảm gia đạo của quý bạn trong năm không tốt, làm việc gì cũng cần chú ý, bên cạnh đó có thể có tì vết mổ xẻ. 4. Xem tử vi Quý Dậu 2021 nữ mạng tại cung tam hợp có các sao cố định, Tang Môn, Phi Liêm, Lưu Hà, Thai, Phục Binh, Tuế Phá, Thiên Hư, Quan Đới. Bộ sao này chủ về có tin vui trong gia đạo, sức khỏe chú ý bệnh liên quan đến thiếu máu, hoặc suy nghĩ nhiều sinh ra bệnh tật ốm đau. Kết luận, dựa theo bộ sao cố định trong năm nhận thấy người tuổi Quý Dậu quý bạn có một năm Tân Sửu có thiên hướng phải đi lại nhiều.
hoặc xuất hành xa để phục vụ cho công việc, đi xa nên chú ý xe cộ, hoặc cẩn trọng trong việc đầu tư tiền bạc vào công việc. Gia đạo của quý bạn có nhiều chuyện buồn đưa tới. Tổng kết tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng 1 về phương diện công việc, ngoại giao. Đây là một năm công việc ngoại giao của quý bạn sinh năm 1993 Quý Dậu nữ mạng không thuận lợi. Hơn nữa, khi ra ngoài quý bạn còn có thể gặp phải không ít những chuyện buồn phiền. 2. Về phương diện tài chính tiền bạc của quý bạn tuổi Quý Dậu trong năm 2021 làm ra nhiều nhưng cũng chi tiêu nhiều, đó là các khoản chi tiêu cần thiết phục vụ cho nhu cầu cuộc sống thường ngày của gia đình. 3. Về phương diện gia đạo của quý bạn tuổi này trong năm Tân Sửu 2021 cẩn thận có thể có những chuyện buồn phiền đưa tới hoặc trong họ hàng nội tộc có tang sự nên cần hết sức lưu ý cẩn trọng. 4. Về phương diện sức khỏe quý bạn trong năm chú ý di chuyển xe cộ và những bệnh liên quan đến máu huyết như máu huyết khó lưu thông hay thiếu máu. Phương pháp giải hạn tử vi Quý Dậu nữ mạng 2021 một cúng sao giải hạn sao Vân Hớn tuổi Quý Dậu nữ mạng năm 2021 gặp sao Văn Hớn chiếu mạng, đầu năm nên cầu an, giải hạn mỗi tháng hoặc vào tháng 4 và năm âm lịch, cúng ngày 29, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ. Thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ, bài vị tú dùng giấy hồng và ghi Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Minh Lý cung Đại Thánh Hỏa Đức Vân Hớn Tinh Quân vị tiền, Văn Hớn sao ấy phải phòng đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương 29 cờ hồng kéo ra đèn đốt 7 ngọn, lại về hướng Tây 2 giải hạn tuổi 1993 năm 2021 bằng số điện thoại hợp phong thủy đồng thời. Trong năm nay quý bạn nên sử dụng số điện thoại hợp với tuổi Quý Dậu của mình để kích thêm về tình duyên gia đạo, tài lộc và sức khỏe để cuộc sống được như mình mong muốn. 3. Giải hạn nữ Quý Dậu năm 2021 theo tuổi hợp những người có năm sinh 1900. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. 1990-1977 hợp với người tuổi Quý Dậu nữ mạng, đây là tuổi mang đến những thuận lợi, may mắn, tuổi Kỵ, trong năm Tân Sửu quý bạn đặc biệt khắc kỵ với người tuổi 1987-1994, đây là những tuổi chủ về sự buồn phiền hoặc thị phị. 4. Luận tháng tốt xấu năm 2021 Tân Sửu tháng xấu, tháng 2, tháng 8, âm lịch là tháng xấu nhất trong năm của quý bạn, tháng này mang đến những chuyện buồn hoặc thị phi. Tháng tốt, tháng 6, tháng 12, âm lịch là tháng tốt nhất trong năm Tân Sửu, quý bạn có thể tận dụng tháng này để làm những công việc dự định. Luận tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng theo tháng 1 xem bói tuổi Quý Dậu 2021 nữ mạng vào mùa xuân tháng 1. Đón xuân năm mới bên gia đạo quý bạn tuổi Quý Dậu chú ý mối quan hệ không tốt, hoặc có chuyện buồn đưa tới. Tháng 2, công việc kinh doanh, làm ăn của quý bạn không được tốt, nếu quý bạn muốn mở mang công việc thì nên cẩn trọng. Tháng 3, trong tháng này quý bạn có sự xuất hành đi xa, tuy nhiên cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, có thể vạ thân. 2. Xem vận hạn tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng vào mùa hạ tháng 4. Tiền bạc trong tháng này có sự tiêu pha hao tán nhiều, đây là tháng quý bạn tuổi này nên làm điều phúc nhiều sẽ tốt hơn. Tháng 5, trong tháng này quý bạn chú ý mất mát tiền bạc của cải, hoặc gặp phải trộm đạo quân gian. Tháng 6, đây là tháng trong nội tộc của quý bạn tuổi Quý Dậu có tin vui đưa tới, tuy nhiên quý bạn có thai nên cẩn thận. 3. Xem vận mệnh tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng vào mùa thu tháng 7. Tháng này quý bạn khi đi ra ngoài gặp nhiều điều bất lợi về sức khỏe, bệnh tật ốm đau lâu ngày khó khỏi. Tháng 8, quý bạn chú ý di chuyển, cẩn thận xe cộ đi lại, ngoài ra nên lưu ý sức khỏe trong tháng này không được tốt. Tháng 9, công việc làm ăn trong tháng 9 của quý cô có người phá hoại, hoặc gặp phải nhiều chuyện không hay khiến quý bạn suy nghĩ nhiều. 4. Xem tuổi Quý Dậu năm 2021 nữ mạng vào mùa đông tháng 10. Tiền bạc tiêu pha hao tán nhiều trong tháng 10, bên cạnh đó cần chú ý cẩn thận về đầu óc. Tháng 11, đây là tháng quý bạn có người giúp đỡ trong công việc nên làm việc gì khó khăn đều được hỗ trợ, ngoài ra nếu di chuyển miền sống nước cần chú ý. Tháng 12, tháng cuối năm của quý bạn sinh năm Quý Dậu được hưởng âm phúc của tổ tiên nên công việc gì cũng gặp may mắn, nếu gặp hung sẽ đều chuyển cát. Bộ tử vi năm 2021 được chúng tôi chắt lọc tinh hoa trong kho tàng khoa học dự đoán của Phương Đông, trong đó có lá số tử vi, hệ thống cửu tinh lưu niên, cung phi mệnh và các tài liệu khác. Hy vọng với những luận giải tử vi tuổi Quý Dậu 2021 nữ mạng trên đây, quý bạn đã nắm bắt được vận hạn của mình trong năm 2021, có những bước đi đúng đắn để gia tăng tài lộc, vận may và có được hạnh phúc viên mãn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn.